Mai Tôn Aqua xin chào anh em nhé, xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì vào một ngày tháng 8 mùa thu Hà Nội, chuẩn bị trung thu các bác ạ. Tiết trời Hà Nội là nắng và nắng rất là đẹp. Nắng nhưng mà cũng không nóng lắm đâu. Nhiệt độ ngoài trời ngay lúc này nó vào khoảng tầm 31 độ C. Hôm nay thì bên mái tôn Aqua đang tiến hành thay cái hệ thống cái máng mái tôn cho nhà anh Lâm tại ngõ 44 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hôm qua thì bên em có tiến hành làm cho nhà chị Hà ở Văn Phú, Hà Đông. Thì tối về là nhận được một hai cuộc điện thoại, đặc biệt là một cái lời đề nghị là của anh Nam ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, có đề nghị đến cho mái tôn Aqua là hôm nào em thay cái máng nào dập phào chỉ thì quay cho anh xem. Anh cũng đang có nhu cầu thay cái máng mái tôn, thấy em nói về cái ưu điểm của cái máng phào, máng inox, thấy hay ho quá. Anh đang cũng đang tiến hành, nếu mà ok thì anh sẽ thay. Xin cảm ơn câu đề nghị cũng như là câu hỏi của anh Nam nhé. Trên màn hình anh Nam và các bác khác đang nhìn thấy đây là cái máng hệ phào chỉ, hệ phào, máng inox nhập phào nhé, nhập phào. Hôm qua cái máng inox hôm qua mà bên mái tôn Aqua tiến hành làm cho nhà chị Hà ở Văn Phú, Hà Đông là cái máng thường, thì nó thiếu cái độ cứng, nó rất là yếu. Khi mà lên máng thì nó rất là dễ bị cong vênh, nước đầy vào máng thì dễ bị cong, bị vênh các bác nhé. Ví dụ đặc biệt cái lớp cái máng phào chỉ này thì nó rất là cứng. Anh chị nhìn thấy thì anh Nam đang còn nhìn thấy thì nó rất là cứng. Và khi dập phào thì cứng và nó rất là phẳng view nhé. Các bác nhìn thấy chỗ này tôn tại sao như này? Bởi vì bên mái tôn Aqua là chưa bắn vít. Rất là cứng. Cái nội dung của cái việc dập phào thì nó là như vậy nhé anh Nam nhé, các bác nhé. Dập phào thì nó tăng cái độ cứng. Hôm nay thì bên mái tôn Aqua đang tiến hành thay nhà anh Lâm, thì bên em cũng xin làm cái video. Đây có bạn thợ, bạn Mạnh đây. Mạnh đây, Mạnh xin quay lại chào các bác khách hàng đây. Xin chào nhá. Xin chào các bác, các vị khách hàng đáng quý của mái tôn Aqua. Cái máng dập phào nó có một số cái ưu điểm là như vậy các bác ạ. Nó rất là cứng cáp. Tuy nhiên thì cái giá thành nó sẽ cao hơn là cái máng thường một chút xíu thôi. Tuy nhiên thì khi các bác nào mà lắp đặt đề nghị bên mái tôn Aqua thì bên em là thay để giá bằng với lại giá của máng thường luôn, không thay đổi. Bác nào có nhu cầu thay thế, sửa chữa, cải tạo mái tôn, thay máng mái tôn thì xin liên hệ về với mái tôn Aqua. Số điện thoại là 0965 190 339. Đường Vũ Trọng Phụng. Vũ Trọng Phụng 47 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác nhé.